thích nhưng mà mình không thích, mình từ chối. Ngày ngày đấy em cao lắm nên là em ngại yêu người bằng bằng hoặc là thấp hơn. Cuộc sống của em có rất là nhiều thay đổi và đặc biệt là em đã có hơn được cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là em được trải nghiệm thêm rất là nhiều thứ, cũng như là đi được rất nhiều nơi, và đấy là một cái điều em rất thích. Bởi vì em là một cô gái rất là năng động nên là em thích những khám phá những điều mới lạ. Chính vì thế mà sau 3 tháng đăng quang thì em cảm thấy là cái việc đi thi hoa hậu và trở thành hoa hậu là một điều quá đúng. Thì đương nhiên là sau một thời gian bản thân đã rất là vất vả với cuộc thi hoa hậu thì em cũng có dành cho bản thân một số món đồ mà trước đây khi mà là sinh viên thì em chưa có điều kiện để mua. Ví dụ như em mua một cái số cây son nó tốt hơn, hoặc là đã đầu tư cho mình một số cái sản phẩm chăm sóc da nó xịn hơn để cho cái việc skincare của mình có hiệu quả hơn. Trước đây thì em chỉ dùng những cái sản phẩm bình dân cho sinh viên thôi, và chăm sóc da thì cũng chưa để ý nhiều. Tuy nhiên thì khi mà đăng quang hoa hậu thì cũng tự ý thức được việc phải chăm sóc bản thân cũng như là giữ gìn nhan sắc của mình, nên em cũng đã dùng số tiền đấy để đầu tư cho bản thân về vấn đề đấy. Khi mà em đăng quang thì các bạn khóc và các bạn nói với bố em là bác ơi cháu mất bạn rồi. Bởi vì là nó biết là kiểu gì em cũng sẽ đi nhiều và không có thời gian dành cho các bạn ấy nữa, nên là các bạn ấy rất là buồn. Khi đi sự kiện thì Hà rất là lung linh lộng lẫy, váy đầm, nhưng mà khi trở về là sinh viên đi học thì Hà lại cũng mặc những cái đồ trang phục hàng ngày rất là bình thường để mà hòa nhập với các bạn dễ hơn. Cũng có thể là quần jean hoặc là quần tây hoặc là những cái váy nó dài dài, nó lịch sự một chút. Còn nói chung là về trang điểm thì Hà có đánh thêm một chút nền và son cho nó tươi tắn hơn thôi, chứ cũng không có trang điểm lòe loẹt để mà nó cầu kỳ quá. Cái trường hợp khi mà mặc một bộ đồ lộng lẫy và đi xem công nghệ thì là có, bởi vì là có những cái sự kiện mà bọn em phải chạy di chuyển từ nơi này sang nơi kia, xe của công ty thì đôi khi cũng có xe nhưng mà không phải là lúc nào cũng cung cấp đáp ứng đủ tất cả sự kiện cho mình được, nên là xem công nghệ sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu như thế với đối với mình. Sau đấy thì bố mẹ cho một cái xe, chắc mua được tầm khoảng 10 11 năm rồi ấy, xe kỷ niệm của bố mẹ ấy, cho ra đây để có phương tiện đi lại. Em tự tin nhất là đôi chân của mình. Đôi chân dài 1m11. Không phải là dài nhất nhưng mà Hà khá là tự tin với đôi chân của mình. Khi mà mình tự tin về cái điều gì thì đấy sẽ là luôn luôn là một cái lợi thế của mình. Và Hà nghĩ đấy là một cái lợi thế khi mà mình chọn những cái trang phục, mặc trang phục, và đặc biệt là những cái trang phục nó ngắn hoặc nó khoe chân chẳng hạn. Thật ra thì nó cũng chỉ là một phần thôi, bởi vì ngoại hình nó cũng chỉ nói lên được cái hình ảnh thôi, còn quan trọng cái thành công của mình còn là thái độ cũng như là cái việc mà mình làm đối với xã hội nữa. Em có tự tin là mình sẽ kéo dài chuỗi thành tích cho Việt Nam không? Em mong là em sẽ kéo dài hơn. Kéo dài hơn. Thì em đặt mục tiêu là vào tới top mấy? À, Ngôi cũng hoa hậu luôn. giống như cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, khi mà em quyết định đăng ký tham gia thì em không đặt mục tiêu cho mình là vào top mấy cả. Khi mà vào chung kết thì em lại nghĩ là thôi chắc mình chỉ dừng chân ở top 10 thôi. Nhưng mà như một cái sự bất ngờ là mình lại được vào top 5 và lại được làm hoa hậu. Thì cho đến bây giờ thì em đã gạt bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực, có nghĩa là nghĩ là mình sẽ chỉ được top mấy, và em bây giờ em sẽ suy nghĩ theo kiểu là mình sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Thật sự thì bây giờ em cũng chưa nghĩ đến đấy, nhưng mà có thể là mình hoạt động showbiz có thể là ít hơn, bởi vì là cái thời gian mà mình dành cho người người thương của mình thì nó bị chia sẻ ra ấy. Nhưng mà những cái hoạt động cộng đồng cũng như là những cái đóng góp của mình thì chắc là vẫn phải duy trì, bởi vì suy cho cùng thì mình vẫn là một hoa hậu. Như đã chia sẻ ở những bài báo trước đây thì cái gu của em nó hơi lạ. Em thích những chàng trai lạnh lùng ít nói, nhưng mà nói câu nào là phải chắt câu đấy, ngầu ấy. Có thích anh cầu thủ nào không?
Em thì cũng hay theo dõi bóng đá nhưng mà cũng không hâm mộ quá một ai cả. À, trước đây thì cũng không gọi là bạn trai nhưng mà cũng có hồi học cấp 3 thì cũng có một số bạn cũng thích thích mình xong mến mến nhưng mà cũng gọi là chưa trải qua một mối tình nào là thật sự. Mà thường sẽ kiểu là bạn chơi với nhau xong thích nhau ấy. Thích thích mình. Thích thôi, thế là thích thôi đúng không? Thích nhưng mà mình không thích, mình từ chối. Chạy nhẹ. Ngày đấy em cao lắm nên là em ngại yêu người bằng bằng hoặc là thấp hơn.